Hello mọi người nghe, chào các mọi người, chào mọi người trở lại kênh của mình nha. Mọi người ơi, ngày hôm nay mình thông báo cho mọi người, ngày mai hình như là coi đây, bấm tay đoán coi. Nếu như mà mình coi bói không sai, mình bấm tay không sai thì ngày mai là ngày chủ nhật. Và ngày mai là chủ nhật là tại sao mình nhắc ngày mai là ngày chủ nhật? Thì tại vì bữa hôm nay là ngày thứ bảy, đúng không? Chính vì ngày hôm nay thứ bảy cho nên ngày mai sẽ là ngày chủ nhật. Mà ngày mai là ngày chủ nhật thì ngày mốt sẽ là ngày thứ hai. Mà thôi không vòng vò nữa, cái lộn không dài dòng nữa. Thì mình nói như thế này. Ngày mai bạn nào lại nhà mình mua cá, ok, mua một được năm, mua một con cá, nhớ là mua một con cá Dumbo. Dumbo nào thì mình sẽ cho các bạn xem sau khi mà mình giới thiệu xong. Đó. Nhớ chỉ duy nhất ngày mai, chủ nhật ngày mai bắt đầu từ 9 giờ, khuyến mãi cực đậm. Các bạn biết tại sao không? Tại mình hiện tại á, mình có rất là nhiều con cá thủy sinh Dumbo đẹp mà nó nhỏ không thể ship xa được, mà cũng không còn chỗ để nuôi. Cho nên ngày mai mình quyết tâm tặng cho những bạn nào mà lại đây mua, nhớ ngày một con cá trống Dumbo tặng 5 con máy thủy sinh. Thủy sinh Dumbo máy luôn, hoặc là thủy hấp bôn. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đi xem cụ thể nha. Đây. Và trước khi mình đi cụ thể thì mình nói với các bạn như thế này nè. Mấy bạn có thích mấy cái dòng máy màu này không? Thích thì mình có tổ chức cái mini game á. Cái link mini game mình để bên dưới. Mình để link mini game bên dưới. Bạn nào tham gia mini game để nhận mấy con sọt thì cứ nhắn vào cái link ở phần dưới phần bình luận đó nha. Có cho mini game tặng cá miễn phí luôn. Đó là cái kênh mà mình mới lập để dành cho mini game. Vâng, và bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn những bé cá đây. Đây là những bé Dumbo. Đó. Dumbo thì cũng còn hơi khá nhiều các bạn. Nè, đó. Mình có thể nhìn thấy nè, 25.000 một bé. Các bạn có thể là lại xem. Đây. Đây nè, Dumbo to nha. Các bạn chỉ mua một con trống thôi, mình tặng 5 con mái luôn. Mua con trống tặng 5 con mái gì thủy sinh. Hai con trống là 10 con mái mà mua 20 con trống. Mình tặng chừng nào hết thôi nha. Ví dụ những bạn khác mà lại muộn hơn á thì hết thủy sinh là không có tặng nha. Chỉ tặng khi nào còn, tặng chừng nào tới hết thôi. Trong một ngày một đây nè. Đây là những con Dumbo. Nó bán là 25.000 một con. Ví dụ các bạn mua ở tiệm ngoài cá kiển thì nó rơi tầm 30-40.000 một con. Là những tiệm mà mình đi review các bạn thấy đó, đúng không? 30-40.000 một con mà ở đây mình bán chỉ có 25.000 một con mà tặng kèm 5 con thủy sinh nữa. Mà 5 con thủy sinh này là do mình chọn nha. Mình sẽ bắt cho các bạn. Nhưng mà các bạn an tâm đi, một khi mà một hồi các bạn vô các bạn xem á, xem mấy cái con thủy sinh đó là các bạn muốn mua khoảng chục con này để được 50 con thủy sinh luôn. Nhưng mà giới hạn nha, mỗi người chỉ được tặng 10 con thôi. Mỗi người chỉ được tặng tối đa 10 con thôi nha. Chứ các bạn lại mua 10 con này tặng 50 con kia rồi không có cho những người sau hả mọi người. Đây nè, nó rất là nhiều luôn nè. Ngày hôm nay có chú này lại luôn nè, mới vừa định quay clip thì chú lại chú coi luôn đó. Rồi hôm nay lỡ mà bữa nay con sẽ khuyến mãi cho chú này luôn. Chú cứ mua 5 con, một con Dumbo này con tặng 5 con máy thí sinh bên kia đó. Chú tìm hấp môn hả? Hấp môn mà đỏ đỏ bự nè, qua đây nè chú này nè. Con này thì chỉ có 20.000 thôi. Đây nè, hấp môn đỏ. Ui xù, nó đỏ đẹp nè. Nè, nó là mấy con này nè. Đây đây đó, chú xem đi. Đó, ngon lành chưa? Thấy không? Đó. Người ta thường thường khuyến mãi thì khi nào các bạn mua giá cao, chẳng hạn các bạn mua 100 200 300.000 thì người ta mới khuyến mãi tặng thêm. Còn chỉ có 25.000 mà được tặng 5 con thủy sinh. 5 con Dumbo thủy sinh là ở đây. Đó, không tính mấy con Dead Fancy của mình nha. Nó thủy sinh ở đây nè. Ui xù, nó đẹp, nó nhiều. Nó nhỏ nhưng mà nó mạnh, nó khỏe, nó ở ngoài mưa mà nó sống phay phay đó, ha các bạn. Đó, ở đây là nó còn tương đương ngót nghét cũng phải là hơn 200 con thủy sinh. Nhẽ ra mình đem mình phóng sinh cũng có thể là mình bán rẻ 1k một con, nhưng mà mình thôi, mình để đến ngày mai để mình chi ăn những bạn nào đã đăng ký kênh mình và lợi chạy. Mình nhớ là lợi chạy mới có dịch vụ này nha. Đó, các bạn nhìn thấy sao, có phải là tế tê như là con búp bê không, đê mê nha. Rất là nhiều và đẹp luôn. Nhớ bạn nào mà muốn chơi cá này thì cứ làm gì, cứ nhắn vào cái link mà mình ghi ở phần bình luận đó để tham gia mini game nhận mấy cá bảy màu này nha. Nhanh tay các bạn ơi, cơ hội chỉ có một nha. Còn địa chỉ ở đâu, địa chỉ thì các bạn cứ có cái số điện thoại đó, có cái số điện thoại ở trên cái kênh ngăn beta này nè, kênh bán nè, các bạn cứ liên hệ. Bạn xin địa chỉ. Nhớ ngày mai nha. Mỗi người tặng tối đa là 10
là 10 con, ok nha các bạn. Mỗi người tặng tối đa là 10 con à, chứ không có hơn nha. Có nghĩa là mỗi người chỉ được tặng tối đa là 10 con. Ví dụ các bạn mua 1 con thì được tặng 5 con, 2 con được tặng 10 con và ngược lại. Ví dụ các bạn mua 3 con là được 15 con là không có nha. Mình tặng chỉ tối đa như vậy thôi. Đó. Rồi tặng mấy con thí sinh này nè. Wow. Mua 1 và tặng 5. Ở đây mình cho các bạn coi sơ sơ mấy con này nè. Các bạn một hồi coi kỹ đi. Một hồi đi qua cái kênh mình chơi mini game á, coi kỹ. Ha, tại vì mình đang xuống ổ cá nè cho nên mình khuyến mãi mình tặng cho các bạn đó. À, để chú này chú lại chú lựa sẵn đi coi. Chú lựa cái. Đây là Dumbo nhiều lắm nha các bạn. Sẵn sàng cho những đơn hàng ngày mai. Đó. Mấy con này thì mình đi sỉ cũng nhiều quá nhưng mà mình chiếc này mình không quyết tâm mình không đi sỉ nữa. Mình ở đây luôn. Mình để lại bán lẻ cho các bạn. Đó, thật là rơm rã luôn, ngon lành cành đào luôn, nhìn con nào con nấy thì đê mê như là con búp bê luôn. Dumbo nè, Dumbo xám có nè, Dumbo xanh có, Dumbo dứa có luôn. Ha. À, thoải mái mà các bạn lựa chọn đi. Đó, cứ 25 lúa thì cứ mua 25 lúa là được tặng 5 con. Ghê chưa? 25.000 là được tặng 5 con. Dạ. Có chừng con Galaxy hay con nó trắng hay là sao chú? Tùm lum màu là con Galaxy rồi đó. Đúng rồi. Con Get Galaxy á, nó đang lên màu chú. Cơ hội nha. Cơ hội chỉ có ngày mai, chủ nhật ngày mai nha các bạn. Đó. Chỉ có chủ nhật ngày mai. Ngày mai chủ nhật. Rồi và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái gì đây. Giờ không biết cho các bạn xem cái gì luôn. Có mấy cái giống một khoe hoài. Cái giống 1-200 ngàn khoe hoài. Nè, rồng tiết. Ngày mai ai muốn mua rồng tiết thì bán rồng tiết luôn nè. Đó. Mấy cái này ép đòi hình lần. Một hồi đẩy lại thôi mưa. Hôm nay là mưa bão thôi mọi người. Mình xin dừng clip tại đây. Hôm nay thì mình chỉ giới thiệu tóm tắt sơ lược như thế thôi. Đó, ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ ốp nha các bạn. Bạn nào chưa muốn tham gia mini game nhận cá bảy màu á thì nhấp vào cái đường link bên dưới nha để chúng ta tham gia. Rồi, chào tạm biệt mọi người.